Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp lại nhau không? Tại sao ta không đến với nhau bằng một tấm lòng? Tại sao ta không đến với nhau bằng tình yêu thương? Miên Du Đà Lạt xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình 57.3 Việt Nam America TV được phát hình tại miền Nam California. Chào Nguyệt Hân. Dạ vâng, Nguyệt Hân cũng xin kính chào quý khán giả của đài VNA TV 57.3. Xin chào chị Miên Du Đà Lạt. Chào Nguyệt Hân. Chương trình Tình Ca Người Lưu Xứ là một nhịp cầu nối liền với quý khán thính giả, với các thi nhạc sĩ Việt Nam tại hải ngoại. Đó là một cái ước mong mà Miên Du muốn được gửi gắm đến quý khán thính giả, những sáng tác mới mà các nhạc sĩ và các thi sĩ mà quý vị chưa từng biết đến. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Trước khi mà chúng ta bước vào chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, một lần nữa Nguyệt Hân xin mời quý khán thính giả đến tham dự một chương trình nhạc live mà chị Miên Du sẽ tổ chức vào 21 tháng tới, tháng 4 sắp tới đây. Tức là chỉ còn có một hai tuần nữa thôi. Dạ. Dạ vâng. Vâng, thì chương trình sẽ tổ chức tại hội trường Nhật báo Người Việt lúc 7 giờ tối ngày thứ Bảy 21 tháng 4 2012. Thì Nguyệt Hân được biết là ở trong cái chương trình này đó thì có lẽ là Nguyệt Hân được biết là phút cuối thì anh Nguyễn Bá Thành không tham dự được. Yeah. Nhưng mà chúng ta có Huy Tâm vào. Dạ đúng rồi, Huy Tâm đã về kịp. Hôm đó là anh lại có Huy Tâm trong chương trình mà vì đi vacation nên là chị sợ về không kịp nên không dám bỏ tên vô. Thì bây giờ Huy Tâm đã về kịp rồi. Dạ vâng, tại vì tháng 4 này là cái thường thường là spring break của mấy cháu rồi, cho nên là đa số là mọi người để đi vacation. Dạ vâng, thì em được biết là sẽ có anh Dũng nữa này, rồi ca sĩ anh Dũng, rồi có Vân Quỳnh. Ca sĩ hay không có nha, toàn là ca sĩ hay. Dạ vâng, chị Quỳnh Lan, đặc biệt là Quỳnh Lan rất là đặc biệt. Dạ Quỳnh Lan với lại Nguyễn Đức Đạt. Dạ vâng, trong phần nhạc sĩ thì chúng ta có Lina Nguyễn trong tiếng violon, violonist, có anh Quốc Vũ trong pianist, và anh Đình Thành là saxophone. Một chương trình rất là đặc biệt, rất là hay. Chương trình gọi là nhạc thính phòng, hoàn toàn nhạc thính phòng quý vị, mà Miên Du đã chọn lọc. Tức là khi anh Quốc Vũ tuần trước là mình cũng có lên cái show của Dạ Lan đó. Thì ảnh rất là dễ thương, ảnh là về piano. Anh có lên. Dạ, ảnh là music director của cái chương trình. Mời Nguyệt Hân. Dạ vâng, thì Nguyệt Hân còn được biết là trong cái chương trình hôm đó chị Miên Du mời anh Cang Võ CVB sẽ là người làm lighting và sound engineer, phải không ạ? Anh Cang làm sound rất là hay, em rất là thương mà. Coi như là anh Cang Võ đó là ảnh là vừa là engineer. Dạ vâng, đúng rồi. Ngoài đời là đã engineer, mà bây giờ vô đây là vừa sound engineer mà vừa ánh sáng nữa. Mà hôm nay là Miên Du cũng hân hạnh là mời Cang làm stage manager. Thành ra là Cang là design rồi làm cái sân khấu rất là đàng hoàng và cho ánh sáng rất là đàng hoàng. Thì làm Cang là về cái âm thanh ánh sáng rất là đẹp, mà quý khán thính giả hoặc các bầu show là muốn đó thì cứ liên lạc với Du để có thể mà gặp được Cang, được mời Cang đấy. Tại vì Cang làm cho mình rất là nhiều show mà khi chị rất thích, mà đến Ý Lan là cái người rất là khó tánh lắm đó. Mà khi mà làm show đó, Ý Lan hỏi là âm thanh là ai, em phải biết cái người âm thanh. Nhưng mà đến khi mà gặp được Cang á thì cái Ý Lan rất là mừng, nói như vậy thôi em không cần phải mời người khác. Đúng rồi. Tại vì khi Ý Lan đi hát là cứ đòi phải đúng cái âm thanh một người khác, rồi cái người đàn với người khác nữa phải đi theo với Ý Lan. Nhưng mà không ngờ khi mà gặp được Cang, cái Ý Lan nói thôi được rồi chị Miên Du, em rất là thích anh làm sao âm thanh lại rất lắm. Tại vì chị biết sao, như một người ca sĩ mà có hát hay cách mấy mà nếu mà cái sound nó dở đó thì nó cũng sẽ là nó mất đi rất là nhiều. Tại vì không cách nào mà mình có thể diễn tả được. Ra là quý khán thính giả đừng lo lắng, tại vì có một số quý khán giả nó chứ sợ âm thanh ở người Việt nó không hay. Khi mà Miên Du làm cái show mà nhạc thính phòng đó thì hoàn toàn dùng một cái âm thanh ở bên ngoài đem vào, chứ không có bao giờ dùng cái âm thanh không có dùng cái âm thanh của hội trường người Việt. Tại ở hội trường người Việt là cái âm thanh họ thanh nói, chứ không phải là âm thanh mà hội họp đó. Thành ra là khi mà dùng một cái đêm nhạc thính phòng thì hoàn toàn mình đem một cái âm thanh thật không đẹp, những âm thanh hay. Mà còn ánh sáng nữa, đúng đó, đúng rồi. Cái đó là cái đặc biệt đó, đặc biệt cái đó. Dạ vâng. Yeah. Thì một lần nữa Nguyệt Hân xin mời quý khán thính giả, nếu mà quý vị nào mà chưa biết được những dòng nhạc của chị Miên Du thì lần này Nguyệt Hân cũng xin mời quý vị đến, là tự vì Nguyệt Hân biết là cái chương trình này là sẽ có 102, vì không biết là khi nào chị Quỳnh Lan sẽ trở lại với chúng ta ở Orange County để mà có những cái performance. Đây là lần đầu tiên đó, lần đầu tiên mà khi Quỳnh Lan nói hát xong là Quỳnh Lan phải đi về Houston nên không có ở đây lại mà tiếp tục những chương trình, thì mình không biết là chừng nào sẽ trở lại để mà có thể sang 52 năm nữa thì hiếm lắm. Thành là Miên Du rất là kỹ, mà chương trình này đó là được đài VNA của mình đây nè là bảo trợ nên là sẽ có quay thu hình quá. Rồi có thâu DVD là nữa, chắc chắn là đẹp rồi, chắc chắn là phải đẹp rồi. Không, quý vị thấy là Miên Du với Nguyệt Hân mà ngồi trên TV mà sáng sủa mà đẹp vậy, phải nhờ tay anh Hoang kỹ thuật. Thì chắc chắn hôm đó anh Hoang sẽ tới thâu và hình ảnh rất là đẹp cho quý vị. Hôm đó hơi uổng là tại vì em gia đình có việc nhà, đúng rồi đó, chứ không thôi là Nguyệt Hân sẽ đảm trách cái phần em MC, nhưng mà bây giờ thì có Ngọc Mai là sẽ lo cái phần MC. Vậy thì cũng tốt quá, thì chúng ta không có gì để mà lo cái vấn đề đó. Dạ vâng, thì đó là cái chương trình mà Tình Ca Người Lưu Xứ live show mà sắp sửa trong vòng 1-2 tuần lễ nữa. 2 tuần nữa lễ nữa, ngày 21 tháng 4. Mà coi như ngày thứ năm, mà nếu mà Quỳnh Lan về kịp thì sẽ anh Hoàng là CEO của VNA sẽ mời Quỳnh Lan lên đây và live luôn. Thế là chơi live là quý vị sẽ thấy Quỳnh Lan trước cái ngày mà trình diễn show với Miên Du. Wow, hay quá. Quá là hay luôn. Dạ vâng, đó là chương trình của chúng tôi, và bây giờ để mở đầu cái chương trình của mình hôm nay, để xem coi chị Miên Du nấu món ăn gì cho chúng ta ngày hôm nay quý vị. Tại vì có nhận được cái mấy email đó đang Nguyệt Hân. Tại vì quý vị có biết là chương trình này đó là của chị Miên Du, cho nên chị Miên Du biên soạn. Tội nghiệp cô nàng làm rất là nhiều việc. Nguyệt Hân chỉ có tới đây để mà chí chóe với chị thôi, cho nên thật ra đây cũng là lần đầu Nguyệt Hân nhìn coi những cái chương trình này với quý vị. Đó. Thì hôm nay không biết là cho chúng ta ăn những món gì đây. Tại nhận được với cái email đó là của chị Lê Hồng Nhung với lại anh Sơn. Chị Lê Hồng Nhung thì ở Seattle, và anh Sơn thì lại nghe hôm nọ đó cái mình phát cái bài mà vẫy tay đó, cái xong cái Nguyệt Hân mới thích, mình thấy ra có nhiều khán thính giả thích lại đẩy gửi cái email. Thì cảm ơn chị Lê Hồng Nhung, mà khi chị gọi lại chị nói là xem cái chương trình này thấy Nguyệt Hân dễ thương quá, đẹp gái quá, mà lại rất là thích nhạc của Miên Du. Cảm ơn chị là đã order tất cả những CD. Wow. Chị nói là CD có bao nhiêu là mua hết nè, rồi DVD có mấy cái rồi tập hơn. Cảm ơn Lê Hồng Nhung ở Seattle, cảm ơn chị, và cảm ơn anh Sơn đã yêu cầu lại cái bài vẫy tay. Rồi bây giờ mình mời quý khán thính giả để thưởng thức bài thơ vẫy tay, thơ của Miên Du Đà Lạt, và qua giọng ngâm của anh Hoàng Đức Tâm. Em rất là mê cái giọng ngâm của anh chàng này. Mà cái này là cũng do là Nguyệt Hân cũng rất là thích cái bài này. Mà tại sao Nguyệt Hân lại thích bài này ha? Em thấy cái kịch sĩ của anh trong em rất là mê. Hỏi lời tiên tri, hỏi loài sỏi đá vô tri, có tim để khóc, ta đi không về. Chúng ta hãy nghe bài thơ ngắn của nhà thơ Miên Du Đà Lạt, vẫy tay, qua giọng diễn ngâm của nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm. Ta hỏi đất trời, hỏi gan sông núi, hỏi lời tiên tri, hỏi loài sỏi đá vô tri, có tim để khóc, ta đi không về. Vẫy tay từ giã bến mênh, ta đang tỉnh thức bên kia cuộc đời. Ta hỏi đất trời, hỏi gang sông núi, hỏi lời tiên, hỏi loài sỏi đá vô tri, có tim để khóc, ta đi không về. Vẫy tay từ già bên mê vẫy tay từ già bên mê. Ta đang tỉnh thức bên kia cuộc đời. Vẫy tay từ dã bến mê, ta đang tỉnh thức bên kia cuộc đời. Thì lúc đó mình nghĩ rằng mình sẽ ra đi, mình sẽ đi ra đi vĩnh viễn, là mình vẫy tay từ dã. Cái nơi cái bến này là một bến mê, nơi cái trần gian này là một bến mê, và mình ra đi không mà trở chị về. Tại sao chị lại có những cái ý nghĩ mà nó bi quan quá như vậy không? Có lẽ trong cuộc đời nó cũng có nhiều cái, nó cái đó là sự thật trong cái cuộc đời. Nó từ cái trong cuộc đời nó làm cho mình đau. Kính thưa quý vị, đèn đã lên rồi đó Nguyệt Hân. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin quý vị hãy giữ băng tần 57.3 của VNA TV. Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp lại nhau không? Tại sao ta không đến với nhau bằng một tấm lòng? Tại sao